Ok, em chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ bảy, ngày cuối tuần. Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng xin kính chúc tất cả mọi người cũng như quý khách hàng có hai ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Bà con các bác chị em nào đi mua xe, thích chiếc xe mà Tuấn Anh đang đưa tải lên đây thì bà con có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào cùng với Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng các bạn nhé. Ngày hôm nay thì ở đây Tuấn Anh đang có cho các bác một chiếc xe Kia Cerato. Đây là một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, một chiếc xe số tự động, động cơ 1.6 bản full. Và còn nhá, bản full này thì nó có trang bị đầy đủ hệ thống túi khí, 10 túi khí và có trang bị cửa sổ trời, đề lộ start top và điều hòa tự động. Đấy. Và sản xuất năm 2010 các bạn ạ. Một chiếc xe còn quá đẹp và quá chất với cái lớp sơn màu lông chuột như thế này. Thì em nghĩ đây cũng là một cái mẫu xe ở cái cửa tiền hơn 200 triệu mà các bạn đang có nhu cầu muốn mua, đúng không ạ? Đấy, với tầm tiền bỏ ra khoảng hơn 200 triệu một chút thôi là quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã có được một cái mẫu xe Kia Cerato 2010 bản nhập khẩu full nguyên chiếc. Chiếc xe thì đang đeo biển Hà Nội tên tư nhân, xe thì cam kết cho anh em là không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Đấy bà con nhé. Hiện tại thì chiếc Kia Cerato này Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 258 triệu đồng. 258 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã có được một chiếc xe còn rất là đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, quý bà con, quý bác chị như mình nếu đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe ở phân khúc hạng C, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc Kia. Đấy, thân vỏ chiếc xe thì anh em nhìn thấy đây, với lớp sơn màu lông chuột và xe thì rất là đẹp, có trang bị đầy đủ cảm biến lùi, la đăng đúc, phanh đĩa 4 bánh, ABS, túi khí đầy đủ và còn nhá, sinh nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và gương cụt xe. Với cái bản nhập khẩu này thì thân vỏ của nó rất là chắc bà con ạ. Thân vỏ của dòng nhập khẩu này thì rất là chắc và đăng kiểm thì đến tận tháng 9 năm 2025. Máy thì em vẫn đang để lổ và nó rất êm luôn nhá. Với dòng Cerato là thì cái form của nó rất là đẹp ạ. Form của nó rất là đẹp luôn nhá. Cái mắt đèn của nó, mắt đèn híp này. Mặt ca lăng của nó thì cũng rất là đơn giản thôi, không có kỳ cầu kỳ gì cả, không có hầm hố cầu kỳ gì cả. Nhưng mà nó lại tạo nên cái vẻ lì của chiếc xe. Nó rất là đẹp đúng không ạ? Tạo nên cái vẻ lì chiếc xe rất là đẹp luôn bà con nhá. La răng của nó là la đăng đúc 4 bánh theo xe nguyên bản, hệ thống la răng của nó rất to. Đấy, cộng với lốp của nó là hệ thống lốp dẹt và còn nhá. Đầy đủ hết này. Có sinh nhan báo rẽ trên gương. Đấy, các bạn thấy không? Sinh nhan báo rẽ trên gương đầy đủ hết nhá. Đấy. Thân vỏ chiếc xe thì gọi là màu lông chuột đấy, màu này hay còn gọi là màu lông chuột, nó rất là đẹp đúng không ạ? Nhã nhặn cực kỳ luôn. Hệ thống phanh đĩa 4 bánh này, cổ phanh báo phanh này. Tất cả hệ thống cua lốp của nó rất là đẹp nhá. Và còn nhá, đây là cái hệ thống cua lốp của nó rất là đẹp. Cho tất cả mọi người cùng quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Vậy bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Kia Cerato 2010 nhập khẩu, hệ thống cảm biến này, cái sau rất là đẹp cho mọi người đúng không ạ? Tất cả mọi thứ của chiếc xe này thì còn quá là ok, cam kết cho anh em là không lỗi bằng văn bản giấy tờ. Tất nhiên thì những cái phần sơn bên ngoài thì có thể là không còn sơn zin, va quẹt xước sát tiền sơn thì không tránh được, có thể là sơn lại càng xe rồi. Còn đâu thì tất cả hệ thống keo chỉ thì chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra với Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng xem đoạn nào còn, đoạn nào mất và còn nhá. Tất cả là thứ là rất là đẹp luôn nhá. Lốp dép đẹp, sơn xi căng bọng luôn và còn nhá. Với cái tầm tiền, cái tầm giá như thế này thì anh em cũng có thể rất nhiều, có rất nhiều cái mà anh em có thể mua được. Vẫn nhiều, ví dụ như là cái dòng xe rất hợp lý để cho bà con có thể sử dụng như Cerato thì nó là chất xe nhập. Vâng. Nội thất của nó thì rất là đẹp đúng không ạ? Nội thất con này thì nó cực kỳ đẹp, trang bị tới tận 10 túi khí bà con ạ. Có cửa sổ trời đầy đủ nhá. Túi khí thì ở hai cột trước, hai cột sau và hai cột giữa là 6 túi, hai ghế là 8 và bên vô lăng và bên phụ một ghế nữa là 10. Đấy, tất cả hệ thống tắp ly của nó, tắp lô của nó là da nhá. Đấy là bản đủ này, bản full này. Đấy bà con nhá. Đấy, bà con thấy được không ạ? Nó rất là đẹp luôn. Đấy, với cái tầm tiền tầm giá thì nó khá là hợp lý này. Tất cả mọi thứ của nó đều rất là đẹp cho mọi người cũng như cái khách hàng và cũng là con của bác sĩ nhà mình. Bà con các bác sĩ nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì qua bên em xem xe và trải nghiệm. Hệ thống đường keo nét chỉ của nó rất là ok này. Đấy, kính trước của nó nguyên zin, tắp lô tắp liếc là da, tắp ly da và còn nhá. Với cái tầm giá như này thì nó quá là hợp lý rồi. Đấy, tất cả hệ thống đinh bấm của nó hay là tất cả mọi thứ tem của nó đều nguyên zin. Xe thì khẳng định không có đâm đụng tai nạn vào phần cột keo hay là đầu đít sắt xi gì. Đấy bà con nhá. Với cái tầm giá nó quá là hợp lý như thế này thì em nghĩ đây cũng là một cái mẫu xe nó khá là ổn định chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con. Anh em thấy nội thất của nó đẹp không ạ? Nội thất của này cực kỳ đẹp và căng mộng luôn nha bà con nhé, cực kỳ đẹp và căng mộng luôn này. Tất cả mọi thứ của nó đều rất là ổn định cho quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị nhà mình. Vậy bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì các bác có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào với Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng đi.
Vâng, đây là phần cốp xe này. Đây là phần khoang cốp này. Đấy, tất cả mọi thứ này, những cái đường máng nước của nó này là còn nguyên zin. Đấy, bà con nhá. Đường máng nước của nó là còn nguyên zin hết này. Tất cả mọi thứ rất là đẹp cho mọi người. Đấy, phần cốp sau đây. Đấy, khoang cốp của nó rất là lép luôn. Xe thì không có đâm đụng tai nạn vào phần cốp này các bạn nhé. Không có đâm đụng tai nạn vào phần cốp này. Đấy, anh em thấy đây. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, bà con thấy này. Nó quá là ok cho cái hàng và quý bà con các bác chị ở nhà mình. Gầm bệ chiếc xe thì anh em sẽ cùng xem ạ. Gầm bệ của nó thì rất là đẹp luôn nhé bà con nhé. Đấy, bà con thấy được. Với cái tầm giá tầm tiền như thế này thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị ở nhà mình. Vậy bà con các bác chị ở nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì các bác có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm một chiếc xe lúc nào cũng của thành phố Hải Phòng. Với tất cả mọi thứ của nó thì đều rất là ổn định nè, nội thất của nó ghế da đẹp này. Đấy bà con nhé. Đấy, quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này thì các bạn có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, uống thuốc nào cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng. Đấy, một cái dòng xe rất là đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nhà mình. Vậy bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì các bạn có thể qua bên em nhé. Anh em có thể đồng hành cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng bằng cách bấm vào nút like và đăng ký này. Tất cả những cái này là bằng da nhé, nó rất là đẹp, đấy là bản full kịch, bản đủ. Dòng này thì nó có cả bản xuất Trung Đông nữa. Bản xuất Trung Đông thì nó có thêm phần gảy số trên vô lăng này, có củ số lùn này, đó là phần gảy số vô lăng. Con này thì nó cũng là bản full kịch rồi, nhưng mà xe của nó thì rất là đẹp cho mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị ở nhà mình nhé. Bà con các bác chị ở nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Kia Cerato 2010 phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6, một chiếc xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, một chiếc xe còn rất là đẹp, chất lượng cho tất cả mọi người. Với cái cửa tiền bên em đang bán là 258 triệu đồng. Đấy, và có quá chị em nhé, 258 triệu đồng là bà con quá chị nhà mình đã có được một chiếc xe như này rồi. Rồi con nhá. Và trong xe thì đồng hồ của nó thì đẹp, nó đơn giản thôi. Đồng hồ thì không có gì phải suy nghĩ cả bà con nhá. 16.8700 km. 16 vạn năm nay 20. Mỗi năm mới trơn 1 vạn thôi. Nhưng nếu để nói thì con này 16 vạn là rất là chuẩn, tại vì hệ thống tắp lô tắp nước của nó rất là đẹp luôn nhá. Tắp lô tắp nước của nó rất là đẹp luôn bà con này. Bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Hải Phòng nhé. Tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp và quý khách hàng của nó thấy đẹp ạ. Quý khách hàng đấy, cái tắp lô tắp ni có đẹp không bà con đấy đâu. Tất cả mọi thứ của nó rất là ok và chất lượng cho quý khách hàng, quý bà con các bác chị nhà mình. Bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu thì mạnh dạn lên. Cứ từ nãy giờ thì cứ quý khách hàng thôi mà chưa thấy bác nào alo cho em cả. Cửa sổ chơi đầy đủ hết bà con nhé. Cửa sổ chơi đầy đủ hết theo xe này. Tất cả mọi thứ đều rất là ổn định nhá. Kính của nó, cửa sổ trời vẫn là kính zin nhé, kính zin nhé. Lóc nước là còn nguyên bản, nếu mà có bị làm sao lóc thì nó vỡ kính rồi. Đó, tất cả mọi thứ đều rất là ok bà con này. Mọi thứ trên xe đều rất là ổn định nhé. Xe có đầy đủ màn hình Android đầy đủ, màn hình theo xe bà con nhé. Cái màn hình này là màn hình theo xe này. Táp lô táp nước ở những cái phần mà chúng ta bấm đè lỗ này, nó còn rất là đẹp đúng không ạ? Nó không bị bào mòn. Đấy, đấy là một chiếc xe đẹp, kể cả từ những cái nút vặn đầu đài này, nó còn rất là đẹp. Củ số của nó thì khâu ra thì không nói rồi. Đấy, hệ thống phanh tay này cũng như là những cái phần bệ tì tay của nó rất là đẹp, vô lăng ok, khâu ra từ đầu đúng không ạ? Kính trước của nó lên xuống ổn định hết bà con nhé. Kính trước lên xuống ổn định hết bà con ạ. Với cái tầm giá như thế này thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe đẹp và hợp lý cho anh em. Bà con nhé. Giờ tôi đang sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy móc của chiếc xe nó như thế nào bà con nhé. Với một cái tầm tiền tầm giá nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 200 triệu thôi là bà con các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Kia Cerato 2010 một chiếc xe còn rất là đẹp cho tất cả quý khách hàng vừa con này. Tất cả mọi thứ thì dán giòn chống ồn rồi. Máy móc con này thì cũng đã qua đại tu chỉnh sửa rồi bà con nhé. Đại tu chỉnh sửa rồi, đổ rất là êm đó. Tất cả hệ thống đầu giang, đầu chassis của nó là nguyên zin, không lỗ rồi con này, không lỗ rồi con này. Tất cả những cái đầu chassis của nó này, mặt bích của nó này còn nguyên zin không lỗi rồi con nhé. Tất cả công cụ giảm sóc của nó rất là đẹp, máy đổ rất là êm và chất lượng của cái hàng của quý bà con các bác chị nhà mình. Bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể là qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng. Nếu như bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em xem xe và uống nước chè nhé. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa thì Tuấn Anh của Hải Phòng xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh của Hải Phòng nhé. Xin chào một lần khách hàng và chào tiếp theo.